Dàn sao mối tình đầu của tôi sau 4 năm. Chipu, Lan Ngọc sự nghiệp lên hương nhưng tình duyên chưa nở. Bình An dậm chân tại chỗ lại cưới được hoa hậu, thành anh chồng kiểu mẫu Vbiz. Mỗi nam 8 vẫn khá nhạt nhòa dù chăm chỉ nhất. Mối tình đầu của tôi là bộ phim tình cảm từng rất gây chú ý khi ra mắt năm 2019 vì remake từ She Was Pretty của Hàn. Lại quy tụ dàn sao trẻ trung cực hot lúc bấy giờ là Lan Ngọc, Bình An, Chipu và Bê Trần. Bốn cái tên ấy sau 4 năm cũng đã có rất nhiều thay đổi rồi. Lan Ngọc. Mặc dù Lan Ngọc không bật hẳn lên được sau khi đóng mối tình đầu của tôi nhưng đây cũng là vai diễn khá thú vị trong sự nghiệp của cô nàng. Cũng sau bộ phim này, Lan Ngọc hoạt động sôi nổi và đa lĩnh vực hơn trước rất nhiều. Trước đó cô luôn được gắn với danh hiệu Ngọc Nữ làng phim Việt, nhưng sau này cô không còn bị bó buộc với hình ảnh ngoan hiền nữa mà ngày càng mặn mòi, hài hước và năng động. Từ đóng phim tới đi sâu thực tế, Lan Ngọc đều tỏa sáng và ngày càng nổi tiếng hơn. Nhan sắc của Lan Ngọc cũng ngày càng thăng hạng, thế nhưng tình duyên thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Suốt năm 2023, Lan Ngọc cực kỳ chăm chỉ đi đám cưới, thậm chí làm phù dâu bưng quả, lần nào xuất hiện cũng gây thương nhớ, đẹp hết mức, quẩy hết mình. Dân tình thì vẫn nghiêm túc đẩy thuyền cô nàng với anh bạn thân ST nhưng không biết có kết quả gì không. Chipu. Thời đóng mối tình đầu của tôi, Chipu chỉ vào vai nữ 8, cũng không vượt qua được cái bóng quá lớn của cô Chun Hee bản Hàn. Thế nhưng với nhan sắc và thời trang thì cô nàng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Sau tác phẩm này, Chipu cũng không tham gia bộ phim truyền hình nào nữa, cô chuyển hẳn sang làm ca sĩ và liên tục cho ra mắt các ca khúc mới. Chỉ tiếc giọng hát, khả năng live của Chipu luôn gây tranh cãi, thậm chí bị chỉ trích rất nhiều. Mãi tới năm 2023 thì sự nghiệp ca hát mới có bước ngoặt siêu to khổng lồ sau khi cô sang Trung tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió. Với nỗ lực trình diễn, liên tục biến hóa, Chi được fan quốc tế thích mê mệt, khán giả trong nước cũng quay xe. Giờ thì danh tiếng Chipu chỉ toàn gắn với chủ đề tích cực và khen ngợi mà thôi. Sự nghiệp thăng hoa liên tục, chỉ trong một năm đã tẩy sạch rất nhiều chuyện không hay trước đây, nhưng tình duyên thì vẫn chưa có gì mới, hay nói đúng hơn là người đẹp này quá kín tiếng. Dù vậy khán giả đang đặt nghi vấn Chipu có bạn trai cùng tên, tuy nhiên tất cả mới chỉ là suy đoán mà thôi. Bình An. Đẹp trai, quyến rũ và còn rất trẻ, Bình An có ngoại hình và phong thái chẳng thua kém gì Park Seo Joon trong bản gốc, thế nhưng anh vẫn còn hạn chế trong diễn xuất nên không đọ được người ta. Sau tác phẩm này, Bình An vẫn đều đặn góp mặt trong các phim truyền hình nhưng danh tiếng cũng không bật lên nhiều. Spotlight của Bình An trong 4 năm qua dồn hết vào chuyện đời tư. Dù còn rất trẻ, năm nay mới tròn 30 tuổi nhưng Bình An đã là người đàn ông của gia đình rồi nha. Anh kết hôn với Á hậu Bùi Phương Nga hồi tháng 2 năm 2022 sau 5 năm yêu nhau. Trong suốt khoảng thời gian yêu đương, dù đóng cặp cùng bao mỹ nhân xinh đẹp thì Bình An vẫn chung thủy một lòng với bạn gái. Sau khi lấy được người đẹp về nhà, anh lại tiếp tục cưng chiều vợ lên trời. Dịp sinh nhật vợ năm 2023, Bình An đã tặng cho Phương Nga một em xế hộp mới toanh, gia nhập hội quý ông 9X đội vợ lên đầu của Vbiz. Bê Trần. Bê Trần có lẽ là cái tên mờ nhạt nhất trong 4 vai chính của mối tình đầu của tôi năm ấy. Vai diễn của anh trong phim cũng không thể vượt qua sức hút quá lớn mà Choi Si-won tạo ra. Dù vậy anh chàng vẫn ghi điểm ở sự chăm chỉ đóng phim, biến hóa qua từng vai diễn, làm việc nghiêm túc. Bê Trần đang tham gia Chúng Ta của 8 năm sau đóng cùng Quỳnh Côn, thật mong vai diễn lần này sẽ giúp anh chàng bứt phá hơn nữa để trở thành nam thần màn ảnh tiếp theo trong phim VTV.